Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm Thảo. Hiện tại mình đang học lớp 10 CV trường Trung học phổ thông Nguyễn Môn. Thì mình bắt đầu học dự lên vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Từ khi bắt đầu học dự thì mình không chỉ được cải thiện khả năng về tiếng Anh mà còn được mở mang đầu óc về xã hội, đặc biệt là về bản thân mình nữa. Tiếp theo thì chưa đầy một tháng học thì cái khả năng làm trách nhiệm của mình đã tăng lên rất cao. Bài dì cũng sẽ rất là nhiều các thủ thuật, nhiều các bài viết hay cho mình học hỏi. Next thì dì không có đặt nặng về vấn đề bài tập lắm, rất là tự do nên mình cảm thấy rất là thoải mái. Mặc dù là lúc nào cũng tự tả được cho bản thân là phải hoàn thành bài tập của dì. Moreover thì dì còn best toán lý hóa, mặc dù đã bỏ gần 10 năm nhưng nó không sao, thì đối với mình dì vẫn là nhất. Thú thật thì sau khi học với dì thì mình mở ra rất là nhiều cái chân trời mới. Mình tự hỏi vì sao là có một người lại giỏi và biết nhiều thứ đến như vậy. Lúc đầu thì mình lấy những cái bạn học giỏi để làm mục tiêu học tập, thì bây giờ về mục tiêu của mình. Mình xin chúc các bạn có duyên học chung với dì để được trải nghiệm những điều mình nói, và mình xin chúc dự án hay không của dì sẽ càng ngày phát triển và càng ngày được nhiều người đến hơn. Bye bye.